Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh. Chiều hôm nay xin mời anh em cùng tôi đi trải nghiệm, đó là cái quá khứ chăn trâu, chuẩn của một thời trẻ trâu luôn nhá. Đấy, con trâu đây này, lâu lắm rồi, cùng đã mấy năm rồi, bây giờ tôi mới quay trở lại đi trâu đấy, vì là công việc bù lu bù loa mình không đi chăn được. Hôm nay rảnh rỗi một chút, review cho anh em xem là đi chăn trâu là sướng hay khổ nhá. Đấy, mặt trời thì đang xuống núi, nắng mất một nửa mặt của tôi đây này. Thì tôi chuyển sang cái cam trước, anh em dễ theo dõi hơn. Đầu tiên là nói về cái view cảnh đẹp đi trâu này. Đấy, đồng lúa xanh ngát. Sắp tới nếu mà gặt lúa cánh đồng này là mình thả trâu nó ok hết này, tha hồ mà chơi. Khoảng độ một tháng nữa nhá, một tháng nữa lúa chín thì lúc đấy sẽ có cái không gian đi trâu nó rộng rãi hơn. Còn anh em mà đi chăn trâu thì nó cũng giảm thôi. Đấy, mình cứ đuổi trâu vào những cái địa điểm mà người ta không làm được ruộng lúa đây này, anh gành đây. Sau đấy mình đừng gác, đừng cho trâu ăn lúa ăn ngô gì đấy là được. Còn lại thì kiếm cái bóng mát ở đấy ngồi chơi là ok. Bên này có thanh niên trâu mới ra đời này. Đây, đang ăn đất đây anh em này. Con trâu con đẻ ra là nó hay ăn đất nhá. Con nghẻ đây này. Mới đẻ được 10 ngày. Chào nào, chào khán giả nào. Đấy, con nghẻ nào đẻ ra nó cũng ăn đất anh em ạ, bất kể nhá. Đấy, nhìn đẹp chưa, nó đi chơi với mẹ của nó. Cái này khá là nhanh lớn. Đây con mẹ hẳn đây à, con mẹ của nó đây anh em này. Con này đẻ lứa đầu, con trâu này đẻ lứa đầu tiên cũng khá là ok đấy. Có tiền rồi đấy, 20 triệu rồi. Đây một con nữa. Con trâu nhà tôi ở trên này này. Vừa rồi là trâu nhà hàng xóm nhá. Vừa rồi là trâu của hàng xóm, có trâu của tôi đây. Thì tôi đi chăn lúc 2:30-3 giờ. Bây giờ là gần 5 giờ rồi. Trâu ăn gần nó rồi. Nói chung cái việc đi trâu thì nó hết sức là không có gì khó khăn cả, đơn giản. Rất là đơn giản, nó mình chỉ cần gác cho trâu nó không ăn ngô, ăn lúa, ăn hoa màu là được. Đấy, trời nắng như thế này thì đi khá là ok, còn trời mưa thì hơi vất vả hơn một chút. Con trâu nhà tôi đeo cái lục lạc đây này. Đấy, thỉnh thoảng mình đi chăn trên núi ấy, trên núi cho nó có cái chuông cho dễ tìm. Còn ở nhà đây thì mình bỏ vào cho nó kêu cho vui. Con trâu này nhà tôi nuôi từ chắc được khoảng 15 năm rồi. Con trâu này độ cỡ 15 tuổi. Nó đẻ được 89 con gì đó đấy. 89 con nghẻ gì rồi. Con này là con gần nhất này. Con này mới được hơn 1 tuổi. Con nghẻ này sinh vào năm ngoái. Thường thì ở quê nhà cũng có một con trâu hoặc là ít con bò. Đấy, vì nói thật ra là mình đi làm lương hàng ngày thì chủ yếu là để tiêu. Còn muốn làm việc gì là phải bán trâu, bán bò ấy, thì mới có tiền để làm. Thường thường là như thế nhá. À, lâu lắm rồi không ngồi trâu anh nhá, để mình sang mình cưới trâu xem nó thế nào nhá.
Đây. Thế này. Hai quả sừng chất chưa? Ý nhá, ý nhá. Để tôi con trâu này lâu không có người cưới ấy, nó khó chịu ấy. Đây, nó không cho tôi ngồi. Mẹ, trâu mất dạy thế. À, lâu rồi không có người ngồi nên nó không quen ấy, nó nhột. Cho đó nó không cho mình ngồi đâu. Chứ còn riêng mà cái hồi tuổi thơ tôi còn bé bé thì cái loài trâu này tôi ngồi phát một. Thậm chí là đứng trên lưng á, đứng trên lưng cả ngày cũng được. Nhưng mà lâu lắm nó không có ai ngồi ấy. Nên nó không quen. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con. Tổng cộng sáu con trâu. Hôm nào mà gặt lúa ấy, anh em trải nghiệm đi chăn trâu một hôm đông vui lắm. Mang theo bộ bài, đánh bài, bôi nhỏ nồi nữa thì nhất luôn. Tao trơn hết mà con mở tăng tiền đúng phút tăng trời cái hồn con cũng hai bi nhưng mà tăng tiền cũng hai phun khoảng 5 rưỡi đấy, đang đưa bầy trâu về ao nằm nước xong là về đấy, một ngày đi chăn trâu đơn giản. Con trâu ấy thường là bên này này, bên này là cái hông bên tay phải đây này là nó chứa nước này nên ăn hết ngày cũng không no đâu này. Đấy anh em lưu ý nhá, còn muốn xem trâu ăn no hay không là xem cái hông bên trái đây này. Đây bên này. Bên này này, bên này là đừng cỏ này, đấy. Bây giờ sẽ đưa mấy con trâu xuống cái hồ trước mặt đây cho nó uống nước xong là đi về. Trâu nó không giống như bò nhá. Bò thì đi cả ngày nó không cần nước, nó chỉ cần uống một ít thôi, đi được cả ngày, nhưng mà trâu thì khác. Con trâu thì nó phải có nước để nó nằm bùn này, rồi là uống nước này, suốt ngày. Ngày mấy lần nó mới chịu được. Mà mốt lần đầm mì mà đất chén là đất bầy không? Một con, hai con, ba con. Có lẽ câu cá. Con trâu mà nó xuống nước ấy là giống như người mình đi kiểu đi vào ba giải trí luôn. Giống kiểu như thế nhá. Đấy, ăn xong buổi trưa, buổi chiều là nó phải tắm một lúc cho thật đá đời. Ỉa đái xong xuôi lúc đó nó mới về. Đây này, bên này bốn con này. Kể cả con nghề con mới đẻ kia cùng biết bơi đấy. Bơi cực giỏi luôn. Anh em đừng có khinh thường nhá. Đấy, nó đang bơi ở sau đuôi mẹ nó kìa. Bao giờ nó mệt là nó gác cái đầu lên chỗ cổ của mẹ nó hoặc là chỗ đít của mẹ nó ấy. Nó khốn lắm. Bao giờ nó mệt là nó gác cái đầu lên đấy. Ừ, đây đây đây, nó gác đâu lên này đấy. Còn hai con trâu nhà tôi thì ở đây.
bây giờ mờ. Mặt trời xuống núi rồi, thôi một lần nữa chào anh em, hay là anh em ở những video bao giờ gặt lúa nhá, bao giờ gặt lúa. Lúc đấy sẽ làm cái video nó ổn định hơn. Vì mình có chỗ chăn thả nó dễ hơn đấy. Rồi vậy thôi. Lên. Hush, lên.